Fire. 제키지 않겠어. 내가. Đề tài học đường luôn là một trong những đề tài nhận được sự quan tâm cũng như yêu thích nhất của khán giả, đặc biệt là các khán giả tuổi teen. Với sự góp mặt của dàn diễn viên Hot Boy Hot Girl cùng nội dung hấp dẫn về những mối tình ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần vui nhộn, kịch tính của tuổi học trò đã góp phần tạo nên sức hút cho các bộ phim đề tài này. Dưới đây là những tác phẩm về thanh xuân vườn trường sẽ khiến bạn nhớ mãi dù chỉ một lần xem. Vị trí số 10, Murim School, Saga of the Brave, ra mắt năm 2016, trường học Murim. Murim School gây ấn tượng với dàn diễn viên trẻ ngoại hình sáng, gồm Lee Hyun-woo, thần tượng Vix Hongbin, nữ diễn viên trẻ Seo Ye-ji và Jung Eun-jin. Lấy bối cảnh trường võ thuật Murim là nơi hội tụ các nhân tài trên toàn thế giới. Đến với ngôi trường này, các học sinh không chỉ được thầy cô truyền dạy võ công, mà hơn hết, nhân cách và đạo đức cũng được ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc thi triển các màn võ thuật đẹp mắt, cùng bối cảnh huyễn hoặc ảo diệu, Murim School còn tập trung vào mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa các nhân vật chính, gồm công tử Wang Ji-an do Hongbin thủ vai, cô nàng bánh gạo Sơn Đớt của Seo Ye-ji, hay thần tượng âm nhạc hàng đầu Yoon Si-woo do Lee Hyun-woo đóng. Họ là nhóm bạn trẻ đầy tài năng của học viện, nhưng với tính cách quá mạnh mẽ, họ vô tình tổn thương lẫn nhau và gây ra không ít phiền toái cho hiệu trưởng. Kết thúc bộ phim, chúng ta sẽ hiểu được rằng võ thuật không chỉ là bộ môn mang tính chất bạo lực, trái lại đây là nghệ thuật sống và không phải ai cũng có thể vận dụng chúng một cách thành công. Vị trí số 9, Orange Marmalade, ra mắt năm 2015, Mứt Cam. Mứt Cam có sự tham gia của Kim Seo-hyun, Yeo Jin-woo, Lee Jong-hyun và Gi Eun-hye kết hợp cùng nội dung hấp dẫn đã thu hút rating cao và lọt vào top những bộ phim học đường hay nhất Hàn Quốc. Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu cảm động giữa cô gái ma cà rồng và chàng trai từ kiếp trước, nay được tái hiện trong khung cảnh một trường trung học năng khiếu đặc biệt ở thành phố Seoul. Jung Jae-min do Yeo Jin-woo đóng là một nam sinh cực kỳ nổi tiếng nhưng luôn khép kín. Anh sớm phải làm cô bạn mới chuyển trường Bách Mary do Seo Hyun của AOA thủ vai, đồng thời cũng là một ma cà rồng lương thiện luôn phải cải trang để giấu giếm thân phận thực sự của mình. Diễn biến tình cảm của cả hai cực kỳ lãng mạn và hài hước, thậm chí còn thú vị hơn khi có sự xuất hiện của tình địch ma cà rồng Ha Shin-woo do Jung Hyun của CM Lu thủ diễn. Dàn diễn viên trẻ đẹp kết hợp với nội dung mới mẻ nhưng cũng không kém phần trẻ trung đáng yêu, chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng. Vị trí số 8, Angry Mom, ra mắt năm 2015, Khi mẹ ra tay. Nếu so với các bộ phim về tuổi thanh xuân thông thường, Angry Mom trở nên khác biệt hơn bao giờ hết bằng cốt truyện lạ mà quen. Thời cắp sách đến trường của chúng ta không chỉ gói gọn trong bạn bè, thầy cô hay tình yêu tuổi học trò. Gia đình cũng là một trong các yếu tố đáng nhớ khi kể về khoảng thời gian tươi đẹp này. Angry Mom khai thác khía cạnh bị lãng quên ấy bằng một cách rất tự nhiên khi kể về sự tận tâm của một người mẹ do nữ diễn viên Kim Hee-sun thủ vai. Trong một lời vô tình phát hiện đứa con gái của mình Aran do Kim Woo-jung đảm nhận là nạn nhân của nạn bạo lực học đường, cô đã âm thầm trở thành bạn cùng lớp để có thể tìm hiểu cũng như sẵn sàng ra tay bảo vệ cô con gái bé bỏng. Càng ngày cô càng phát hiện ra, con gái cô không chỉ là nạn nhân của bạo lực học đường, cô bé còn là nạn nhân của cả một đường dây quyền lực đang thao túng trường học, can thiệp sâu sắc vào cả hệ thống giáo dục, chính trị của đất nước. Ngoài ra, bộ phim đề cao tình mẫu tử thiêng liêng, đồng thời xoáy sâu vào góc tối của bạo lực học đường trong các ngôi trường trung học hiện nay, cũng như tâm lý tình cảm tuổi mới lớn. Vị trí số 7, Let's Fight Ghost, ra mắt năm 2016, Chiến nào ma kia. Chiến nào ma kia được nhiều cư dân mạng đánh giá là một trong những bộ phim đáng xem nhất khi mang nội dung từ đáng yêu đến đáng sợ. Kết hợp yếu tố tâm lý pha chút rùng rợn, Chiến nào ma kia xoay quanh việc cô bé Kim Hyun-ji do Kim Seo-hyun thủ vai và mối quan hệ với chàng sinh viên đại học năm nhất chuyên ngành kinh tế do Ok Tae-yeon đóng. Hyun-ji là một nữ sinh hôn mê suốt 5 năm trời vì gặp tai nạn trong kỳ thi đại học. Tuy nhiên, do những bí ẩn chưa được giải mã về tai nạn của mình nên oan hồn của cô cứ vất vưởng khắp mọi nơi. Và trong một lần vô tình, cô đã gặp Bong Pan, hành nghề pháp sư, với khả năng trời phú nhìn thấy và chạm được vào các linh hồn. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi cuộc đời của hai người. Cả hai nhanh chóng kết hợp với nhau để chống lại các thế lực đen tối, đồng thời tìm ra chân tướng sự việc về tai nạn của Hyun-ji. Bộ
phim đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và những tình tiết vừa gay cấn, vừa hài hước, vừa đáng yêu. Vị trí số 6, Score 2015, Who Are You, ra mắt năm 2015. Dù cho cái kết đầy bất ngờ và có đôi phần tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận, xuyên suốt quá trình công chiếu, Score 2015 đã có cuộc bứt phá đầy ngoạn mục, đồng thời là một trong những bộ phim học đường ăn khách nhất xứ sở Kim Chi thời điểm bấy giờ. Bộ phim kể về những năm tháng trung học của hai chị em sinh đôi mồ côi, được do nữ diễn viên trẻ Kim Seo Hyun thể hiện. Cô chị Eun Byun lại được một gia đình có điều kiện nhận nuôi, còn cô em Eun Bi phải trưởng thành ở cô nhi viện. Eun Bi luôn bị bạn bè bắt nạt khi đến trường và đã tự tử vì bị tẩy chay, nhưng may mắn được Eun Byun cứu sống và sau đó cô sống trong thân phận của chị mình. Cuộc sống của hai chị em thêm vui tươi hơn khi có sự quan tâm và bảo vệ của cô bạn thiên tài bơi lội điển trai cùng anh chàng ngỗ nghịch con của hiệu trưởng trường học, lần lượt do Nam Dâu Hiếc và Dúc Sung Dê đảm nhận. Bộ phim đã thể hiện cho người xem một cách chân thực nhất những gì đã và đang diễn ra trong các trường học ở Hàn Quốc, đặc biệt là vấn nạn bạo lực học đường. Vị trí số 5, Reply 1997, ra mắt năm 2012, lời hồi đáp 1997. Nằm trong series Reply, Reply 1997 xoay quanh chuyện về thời niên thiếu của 6 người bạn thân vào năm 1997, thời kỳ K-pop hình thành và làn sóng Hallyu bắt đầu lan tỏa khắp thế giới. Câu chuyện tập trung vào cuộc sống sôi động của Sung Si-won, do Jung Eun-ji thủ vai, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc thần tượng H.O.T và cậu bạn thân Yoon Yoon-jae, do Seo In-guk đóng, đẹp trai học giỏi từ thuở nhỏ của Si-won cùng những bạn học khác trong trường trung học. Bộ phim còn gây thú vị khi điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong năm 1997. Bộ phim khắc họa chân thực thời thiếu niên mà ai cũng đã từng trải qua, về một chàng trai nhút nhát không dám thổ lộ với tình đầu, hay về tình cảm gia đình và tình yêu mãnh liệt dành cho thần tượng. Bộ phim tựa như một cuốn băng quay ngược, đưa chúng ta trở về những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Chắc hẳn khi xem Reply 1997, chúng ta sẽ tìm thấy những ký ức quý giá của tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để thêm trân trọng cuộc sống hiện tại đang có. Vị trí số 4, The Heirs, ra mắt năm 2013, Người Thừa Kế. Ra mắt vào năm 2013, Người Thừa Kế luôn được công nhận là điểm sáng của màn ảnh xứ Hàn vào thời điểm đó. Một tên công tử nhà giàu và nàng lọ lem vốn rất quen thuộc trong các bộ phim. Tuy nhiên, The Heirs vẫn mang sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ khi sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp và diễn xuất tài năng như Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Crystal của FX. Lời bối cảnh những năm tháng trung học đẹp đẽ nhất, câu chuyện tình yêu thêm mô típ cũ nhưng ngoài đời thực, giữa chàng thiếu gia có trách nhiệm thừa kế Kim Tan, do Lee Min Ho thủ vai, và cô gái với gánh nặng luôn đè chặt lên đôi vai, Cha Eun Sang, do Park Shin Hye thủ vai. Tình yêu với Eun Sang đã giúp Kim Tan có động lực tìm lại chính bản thân mình, làm những điều mình muốn làm, chứ không phải chỉ sống cuộc đời của một người thừa kế đã được sắp đặt sẵn. Tình yêu của họ là những mơ mộng tươi đẹp của tuổi trẻ, bên cạnh đó cũng là sự khác biệt của các giai cấp trong xã hội. Với nội dung kịch tính, hấp dẫn về chủ đề con nhà giàu khi đang ngồi trên ghế nhà trường, những người thừa kế trong tương lai đã giúp The Heirs đặt rating chạm nóc khi phát sóng và có sức lan tỏa trên toàn châu Á. Vị trí số 3, Super Beautiful You, ra mắt năm 2012, Chỉ Vì Yêu. Được chuyển thể từ truyện tranh của Nhật và từng được Đài Loan, Nhật dựng phim, nhưng không nằm ngoài dự đoán, To The Beautiful You đã thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó là sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ toàn idol được yêu thích nhất lời điểm lúc bấy giờ, như Suli của nhóm FX, Minho của Shiny, Lee Hyun Woo, Kim Ji Won, Seo Jun Young. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên đình đám, bộ phim còn thu hút người xem bởi kịch bản hợp lý, cảnh quay đẹp, diễn xuất các nhân vật tự nhiên. Lời bối cảnh tại ngôi trường trung học thể thao có tiếng tại Hàn Quốc dành cho nam sinh, To The Beautiful You thu hút người xem ngay từ giây phút đầu tiên và câu chuyện của cô nàng mang tên Suli. Với lòng mến mộ của bạn nhảy cao Kang Tae-o, cô quyết định cải trang để có thể vào học tại trường, vực dậy tinh thần của anh chàng sau khi không may gặp chấn thương và phải tạm hoãn mọi hoạt động. Gặp khó khăn khi không thể thể hiện tình cảm với đối tượng của mình, Suli mỗi ngày lại phải đối mặt với nguy cơ bị các bạn và thầy cô phát hiện thân phận. Bên cạnh đó, bộ phim tái hiện nỗ lực của những người bạn trẻ tuổi theo đuổi giấc mơ của chính mình. Vị trí số 2, Dream High, ra mắt năm 2009, bài ca Ước Mơ. Dream High nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả khi có thể lồng ghép yếu tố âm nhạc vào từng câu chuyện của tuổi thanh xuân.
Có thể thấy sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Suzy của Miss A, IU hay Taehyung của 2PM phần nào tạo được điểm nhấn cho bộ phim âm nhạc này. Dream 2 miêu tả về quá trình 6 sinh viên mới từ những môi trường khác nhau đã đến đây và đạt được cùng một ước mơ trở thành ngôi sao. Đó là anh chàng nhà quê Samdong do Kim So-hyun đóng, được sinh ra với giọng hát tuyệt vời. Là Jin-guk do ông Taehyung thể hiện, một vũ công nổi loạn nhưng đầy tài năng rực rỡ. Là Baek-hee đóng bởi Ham Eun-jung, người cố gắng để thoát khỏi sự tự ti của bản thân mình trước Hye-mi. Là Jason do Jang Woo-young đảm nhận, một vũ công điêu luyện vừa từ nước ngoài trở về. Là cô nàng Hye-mi do Bae Suzy đảm nhận, người đã từng mơ ước trở thành một ca sĩ lớn có giọng nữ cao. Và cuối cùng là Pale của nữ ca sĩ IU, người có ngoại hình xấu xí nhưng lại có giọng hát rất tuyệt. Quá trình đào tạo khắc nghiệt cùng vô số tình huống dở khóc dở cười giúp người xem có thể thấu hiểu được sự nỗ lực phi thường của các nghệ sĩ trẻ trước khi thật sự tỏa sáng trên sân khấu. Vị trí số 1, Boys Over Flowers, ra mắt năm 2009, Vườn Sao Băng. Bộ phim là luồng gió mới thổi vào lĩnh vực truyền hình châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc thời điểm đó. Vườn Sao Băng mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ, cùng hơi thở thanh xuân tươi trẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Phim kể về nữ chính Jandi do Go Hye Sun thủ vai, được theo học ở một ngôi trường quý tộc. Tại đây, cô gặp gỡ F4, bốn hot boy được nhiều nữ sinh theo đuổi và nhận được tình cảm từ Woo Jun Pyo do Lee Min Ho thủ vai và Jun Ji Hu do Kim Hyun Jung đóng. Bên cạnh đó, câu chuyện tình nhẹ nhàng của cặp đôi chàng gốm Kim Bum và nàng cháo Kim Seo Eun đã khiến khán giả tan chảy vì quá đáng yêu. Cô mang hình tượng yếu đuối như các nữ chính thường thấy trên màn ảnh nhỏ. Nàng cỏ Go Hye Sun tuy nghèo nhưng nghĩa khí, luôn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, phim thành công khi chạm vào tâm lý khán giả Hàn, có xu hướng ưa chuộng, thích thú trước lối sống xa hoa, giàu có, hay những chuyện tình công tử, lọ lem, là vai diễn mà người xem có thể gặp ở bất cứ drama Hàn Quốc nào cho đến tận bây giờ. Đề tài học đường luôn có sức hút vô cùng mạnh mẽ với khán giả, bởi nó gợi nhớ đến những năm tháng thanh xuân hồn nhiên đẹp đẽ của mỗi người. Nếu là một fan của đề tài này, các bạn đừng bỏ lỡ những bộ phim trên nha! Cũng đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Trend Asia nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.